Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu thứ ba ở trận chung kết giữa Thái Bình, xin lỗi các bạn, Hà Nội và Trường Phát. Đây là Katarian của game thủ bắn chim. Egip Yugi thụt trong cánh, quá đẹp rồi. Chúng ta cùng theo dõi game thủ bắn chim. Vâng, một voi, một bãi quả hơi xấu, 6 cây. Đóng G, bắn chim chém bao giờ cũng hay, đặc biệt là trong, nhưng trận này thì anh ở ngoài cánh. Hai voi luôn. Vâng, những bước dò đầu tiên của game thủ bắn chim. Một bãi đá. Anh ở ngoài cánh của game thủ Yugi. Vâng, chiếc S vừa ăn vàng vừa ăn gỗ luôn. Rất hợp lý. Chúng ta cùng chờ xem đội nào sẽ là đội vô địch. Đây chưa phải là trận đấu bản lề. Trận đấu vượt lên 3-2 mới trận bản lề cơ. Ai chạm ma trước sẽ là người có lợi thế. Vấn đề ở lúc này thì hai đội đang hòa nhau một đều sau hai trận đấu. Vâng, bắn chim dò rất kỹ. Dò cả sang phần nhà của Yugi rồi. Vâng, cắt thêm một dân nữa đi dò. Bắn chim đang dò cực rộng. Đây rồi, bãi yêu đầu của bắn chim đã thấy. Anh đã tập trung vào đào gỗ để có thể đóng S sớm. Nhưng mình đã bắt đầu câu voi về rồi, dân thứ 13 là hợp lý. Vâng, dân 12, 13 là bắt đầu câu voi hoặc đuổi yêu. Con voi đầu tiên đang lửng lững bay về nhà chính của game thủ bắn chim. Vâng, xả thịt. Cần có thêm một bãi quả phụ thì mới là bài chuẩn của Katarian được. Vâng, câu về. Đây là con voi thứ hai của bắn chim. Bắn chim đã kéo dân để thiết kế chiếc S đầu tiên rồi. Vâng, con dân đã nằm xuống, hơi tù. Mắc vào dân giật gỗ, dân câu voi bị chết. Quá đáng tiếc cho bắn chim. Đây là S đầu của bắn chim, vừa ăn gỗ vừa ăn vàng luôn. Chiếc S nhân đôi. Vâng, vẫn chưa thấy thêm đồ ăn gì ngoài bãi yêu đầu và hai con voi. Hai voi ít dần khai thác như này sẽ bay thịt rất nhiều. Vâng, đây rồi, đây là quả phụ của bắn chim. Một bài chuẩn. Vấn đề là anh bị chết dần. Quá đáng tiếc cho anh. Cắt dân ra để ăn bãi quả phụ luôn từ bây giờ. Quá ít dân ăn voi như vậy là thịt voi sẽ bị bay đi rất nhiều. Vâng, chết thêm dân nữa. Dân thứ hai của anh chết cùng với sư tử, như vậy thịt sư tử bị hóa thạch luôn. Nhọ cho bắn chim rồi. Vâng, bài chết hai dân của bắn chim và anh vẫn đánh 24 dân. Như vậy là đánh tất cả là 26 dân. Bị chết dân quá tù. Điểm số Yugi đang cực cao, có lẽ sẽ đánh 27 dân. Vâng, Yugi là 28, không phải 27, trận này sẽ đánh tất cả là 29 dân rồi. Quá phụ. Chiếc S của Yugi. Vâng, còn đây là bắn chim. Hơi tù.
chuẩn bị đóng nha. Vâng, đây là BM và đây là BL của bạn Chim. Khá chuẩn mực. Vâng, hơi lag một chút. Một trận kích đầu ở 11 rưỡi của game thủ bạn Chim. Vâng, Hoàng Mai Nhi chưa lên đời. Phút thứ 11 rồi. Có vẻ trận này Hoàng Mai Nhi cực kỳ nghiệt. Vâng, nghiệt lắm nó cũng bằng mấy trận gặp chim sẻ là cùng thôi. Vâng, bò nhà rất hay. Vâng, tù luôn. Như vậy là game thủ màu 6 bắn chim sẽ gặp Hoàng Mai Nhi. Bắn chim rất yếu trận này. Vâng, không có gỗ. Rất tù tội. Đen nhà E để xông vào. Vâng, lên đời xong. Làm gì? Bánh xe nâng cấp không? Vâng, hơi thiếu gỗ. Đây là Tuti. Vâng, như vậy là vẫn lọt rồi. Quá tiếc cho game thủ bắn chim. Tuti đã có phù. Bắn chim đang đánh toàn bộ thế thủ khi mà Tuti đã có phù thủy. Anh không phải làm gì hơn. Vâng, trong cánh Hoàng Mai Nhi đóng A. Vâng, Hoàng Mai Nhi chưa lên đời và đã xây nhà A. Đây dường như là minoan của Hoàng Mai Nhi. Sẽ bị ốp thôi. Tổng hợp luôn. Tội lên đời muộn. Vâng, minoan vẫn chưa lên đời. Đang đóng ruộng lên đời rồi. Hoàng Mai Nhi vừa mới nhảy đời xong. Tù cho anh rồi. Vâng, nhà siêu kín nhưng vấn đề là Hoàng Mai Nhi sẽ bị cung của Yugi công vào. Vâng, đây là Yugi tham 36, công thẳng góc 3 giờ thôi. Tuti đang cố gắng làm mất tay của Yugi. Bắn chim tham 29, vâng, đang quay nhà Hoàng Mai Nhi. Bằng một giò và một lạc đà. Rất tù. Vâng, đen đuổi bị phù một con lạc đà. Vâng, như vậy là ngon nghẻ rồi. Ăn được một phù của Tuti. Làm một con phù nữa của Tuti. Tuti không để ý. Vâng, tù vãi vàng luôn. Mất hai phù. Quá nhọ cho game thủ Tuti. Vâng, như vậy là Tuti đã chuyển cung R và lao vào nhà của game thủ bắn chim rồi. Anh đang rất trâu dân nhưng không có quân. Khá tù cho anh. Vâng, cả lạc đà và cả cung R đang lao vào nhà của bắn chim. Yugi phải cứu cho bắn chim thôi. Thank you.
Vâng, tutti đen hẳn hai con lạc đà. Rất phụ. Vâng, đen hai con và bị mất cả hai con, không phải là game thủ bắn chim phù, quá nhỏ cho anh. Tù thật. Vừa rồi thì tutti đen như đen nhầm hai con bắn chim không phù, đen vào hai con. Tù luôn, như vậy là mất ba lạc đà. Đóng nhà chính để cấy ruộng. Tham lai của bắn chim rất nhiều dân, đang là 40/72, toàn dân là dân thôi. Vâng, bên nhà Yugi dường như đang có hội. Vâng, Yugi tham 73/92. Chúng ta hãy cùng theo dõi máy của Yugi. Vâng, Yugi tập trung phát triển to chứ không phải là một trận đấu châu cung. Vẫn chỉ có 4 nhà BA đang đi chăn rắt trong dân ăn hoang của Tutti. Anh đã thiết kế đầu vàng và dường như có ý đồ nhảy 4 chứ không phải là đánh chết ngay nhà Hoàng Mai Nhi. Tham lai vẫn chỉ là 81/100 thôi. Hoàng Mai Nhi cấy ruộng lên đời, vậy lực sẽ cực khỏe. Một đều em ơi. Vâng, tham đã là 9x rồi. Yugi đang công vào nhà của game thủ Tutti. Tutti đã có lạc đà kẹp cung R, trong khi đây cũng là cung R giáp 4 của game thủ Yugi. Anh chỉ còn lên đầu máu thôi thì cũng chẳng hề xoắn Hoàng Mai Nhi. Vâng, điên cuồng vẫy ruộng. Vâng, nhà Yugi bị công vào rồi. Rất nhiều lạc đà của màu 1 Gunny đang công thẳng vào nhà của Yugi. Vâng, Yugi chảy cối, bị anh phải ôm dân bỏ chạy và đóng nhà ca luôn. Vâng, lạc đà của Gunny lao vào như này chỉ có thiêu thôi. Yugi chịu mất một ít dân và bây giờ anh đã kích 4. Vâng, không hiểu sao chỉ cần một cái e thôi mà anh lại không bo vào. Lại mất tay lần thứ hai. Vâng, đây là mất tay tập 2. Chết khá nhiều dân. Vậy e bắt lạc đà thôi. Vâng, điên cuồng với e bắt lạc đà của game thủ Gunny lao vào nhà mình. Nhưng Yugi đã bị tụt tham rất nhiều. Vâng, hơi thiếu vàng một chút. Vâng, Tutti có hai cung R lọt vào nhà Yugi và chết luôn. Pha vẻ e rất hay của Yugi. Lại cấy tiếp ruộng. Vâng, điên cuồng cấy ruộng, nhòe nhoét vô cùng. Vâng, một nhà P của game thủ Yugi để bo nhà. Ta cùng chờ xem Yugi làm gì khi mà anh nhảy 4 xong, cầm Egypt có lẽ chơi đạp đôi thôi. Xây nhà đạp đôi và xin một ít vàng ít gỗ để nhảy lên đạp đôi, chống lại cung Aminoan của Hoàng Mai Nhi. Đánh đầy 4 thì Yugi rất nhiều kinh nghiệm. Vâng, nhà thiên mệnh trận này dường như cũng là cung tuyển AC hoặc Egypt gì đó.
Tôi thấy anh cũng rất hổ báo. Vâng, đây là nhà BL của Yugi. Gunny vẫn đang rất cố gắng để lao vào nhà của Yugi. Vâng, điên cuồng được bơm đồ để có thể lên đạp đôi. Vâng, chưa lên được bắn chặn rồi. Hơi khó cho anh. Hoàng Mai Nhi cũng đã nhảy 4 dường như cầm Minoan, nhưng có lẽ là đánh đầy 4 thì Egip hơn rất nhiều. Minoan chỉ có đánh xong pháo thì Egip mới chịu thôi. Vâng, đây là Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đang công vào nhà của ai đây? Vâng, vẫn đang đánh nhau ở nhà của chính nhà Hoàng Mai Nhi. Thiên Mệnh đang công vào làm mất tay Hoàng Mai Nhi. Còn Jiwi ngồi ở nhà chỉ việc sóc dân và lên đạp đôi thôi. Vâng, rất đơn giản. Bài này thì có lẽ Trường Phát quá thuộc rồi. Chiến thuật hợp lý, đánh chết từ từ. Vâng, đồ đánh rất chắc chắn của Yugi. Lúc này thì anh đang là cái then chốt duy nhất bên phía Trường Phát để đóng nắp quan tài bên team Hà Nội ở trận đấu thứ ba này. Tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về team Trường Phát. Vâng, Minoan lên 4, khó để đỡ được Egypt lên 4. Vấn đề là lên 4 và lực của bắn Yugi là cực mạnh. Timeline đang là 118 trên 148. Vâng, ngựa mắc công nghệ. Đang hơi thiếu gỗ. Có lẽ là phải tự làm tự ăn thôi. Anh đang quản lại nhà của game thủ màu 4, Tuti. Kệ cho Hoàng Mai Nhi muốn làm gì thì làm. Bắn chim hồi chưa? Vâng, bắn chim tham 57 trên 72. Có lẽ cũng dình đời nhảy 4 thôi. Đánh lên chơi voi thôi. Yugi 129 trên 156. Đã bắt đầu đẩy dần dần những con đạp đơn của mình. Vâng, đạp đôi hóa ra rồi. Vâng, tham lai đẻ quá mạnh, 40-60. Nhưng Hoàng Mai Nhi cầm Minoan, quân sở trường của Hoàng Mai Nhi. Vì vậy anh vẫn đang rất cố gắng chạy con nhà bà cối. Vâng, quản lại tất cả các nhà bên phía team Thái Bình, cô lập nhà Minoan. Mặc kệ cho Minoan muốn làm gì thì làm. Còn bên Trường Phát sẽ... Vâng, bên Trường Phát sẽ ôm lấy nhau và cho nhảy 4 tất tần tật. Vâng, quản lý tất cả các nhà còn lại và để cho Hoàng Mai Nhi sống sót. Một cái chết trong đau đớn. Hoàng Mai Nhi tham vẫn to mà vẫn phải chịu quýt. Anh không phải làm gì hơn. Vâng, Tuti có một vài con cung R đang chạy long nhong. Giờ này đánh công nghệ đầy 4 rồi. Khó cho Tuti. Anh không còn cửa để vào móc máy nhà Yugi nữa rồi. Vâng, bây giờ thì vẫn chưa lên được 9 cộng 7, mới chỉ là 9 cộng 4 thôi. Vâng, nếu như Hoàng Mai Nhi đánh xong, vâng, đánh xong pháo thì có thể đỡ được. Pháo lùn cộng pháo bẹt. Vâng, thần hết thì mới có thể đỡ được. Còn lại khó để đỡ được những con sọc đôi của Egypt. Vâng, mèo mèo cũng đang cực kỳ to rồi. Vâng, lại tiếp tục cấy thêm ruộng. Vàng đang quá nhiều rồi. Lực nhà Yugi là cực khỏe. Timeline 174 trên 176. Timeline tự đè để cho bên Hà Nội quýt. Các anh chả đánh đâu cả. Yugi cũng chẳng lao vào nhà Hoàng Mai Nhi làm gì. Anh cứ đi vòng quanh ba nhà bên phía team Hà Nội. Thế là xong. Vâng, mid e rồi. Vẫn rất cẩn thận, bò từng cái e một. Vâng, đây là nhà của màu 5. Không phải màu 5 là quân mình. Có lẽ những con lạc đà vẩn vơ của game thủ màu 1 Gunny. Giờ này đánh đạp đôi thì anh còn đánh lạc đà để làm gì nữa. Vâng, đạp đôi đang đổ.
đổ vào nhà màu 1 trước hoặc nhà màu 4 trước, còn không đổ vào nhà Hoàng Mai Nhi vội, cứ để cho Hoàng Mai Nhi sống. Vâng, đây là Tuti. Có lẽ là Yugi quyết tâm cho Tuti quả đẹp fit hẳn. Lao thẳng vào địa điểm chính của Tuti để làm ăn. Và Tuti đang làm ăn thì lao thẳng đạp đôi vào đấy. Mướp đỡ. Vâng, rất khó đỡ. Vâng, đây là đòn cung A và E của Hoàng Mai Nhi. Liệu có tác dụng không? Khó cho Hoàng Mai Nhi. Vâng, như anh vẩy E thì cực hay. Chúng ta cùng xem turn này Yugi có công được vào của nhà Tuti không. Khi Hoàng Mai Nhi đang đứng đỡ cho Tuti rất nhiều rồi. Vâng, xây thêm chục nhà ngựa nữa. Đây là ngựa Egypt. Rất khó đỡ. Vâng, thôi mặc kệ thôi. Anh muốn vẩy gì thì vẩy. Yugi vẫn đang thiêu đạp đôi. Team Hà Nội đang chịu quá nhiều bất lợi và có lẽ sẽ là resize. Tỷ số sẽ là 2-1 cho team Trường Phát ở trận đấu thứ ba này. Vâng, có khá nhiều pháo bẹt rồi. Anh vẫn đang rất cố gắng chảy cối. Chẳng quan trọng nhiều. Vì dù sao bên phía Trường Phát cũng còn rất nhiều quân để có thể khắc lại được những con pháo bẹt của Minoan. Babylon của Mèo Mèo sẽ nhảy bốn và chơi pháo thần luôn. Vâng, rất khó có cửa bật trận này. Minoan của Hoàng Mai Nhi không thể cân cả bản đồ được khi mà bên phía của Trường Phát có rất nhiều quân tuyển khi lên 4. Màu 2 U15 Club đã nhảy 4 xong và làm ở trong nhà của Trường Phát. Vâng, timeline của Yugi sắp mít rồi, anh sẽ đẩy cho một nhà lên 4, có lẽ sẽ là bắn chim. Mèo Mèo tự lên 4 được. Vâng, đây là bắn chim tham 116 trên 128. Lên đời chơi voi thôi. Voi Katha. Vâng, đang trên con đường kích 4 rồi. Vâng, đây là 201 của Yugi. Yugi đang đi quản vàng trên bản đồ. Vâng, rất hấp dẫn, nhưng vấn đề là các anh đang cố tình kéo dài thời gian. Đêm đã về khuya dần rồi. Yugi lên giải quyết trận đấu sớm hơn. U15 Club đã nhảy xong 4, nhưng vấn đề là không có vàng đâu. Nhưng con đạp đôi thả mỗi con ở một bãi vàng thì mướp ăn vàng. Vâng, bên phía của Hà Nội còn sống, nó còn chiến đấu. Các anh chưa chịu quit. Yugi đang có khoảng hơn 2 kích đạp đôi. Đứng chờ sẵn ở nhà của Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đã bắt đầu đẩy quân đi rồi. Vâng, hot của màu 7 cực đông. Đạp đôi của Thiên. Vâng, đạp đôi của Thiên Mệnh. Tuti quyết rồi, tỷ số là 2-1 cho team Trường Phát ở trận chung kết. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ tư ngay sau đây. Cậu dài. Today, Wednesday, that's enough.